cầm hàng thì sợ hàng rơi cầm tiền quan sát bắt đầu fomo mô có anh chị em nhào tư nào ở đây ngày hôm nay khi thấy thị trường nó tăng cảm giác hơi khó chịu trong người không nghĩ là thị trường nó lại tăng như vậy không nghĩ có rất nhiều những cái cổ phiếu nó bắt đầu nó vượt đỉnh và cảm giác là thị trường nó giống như là một cái phiên buôn nhưng mà tối ngày hôm nay á thì lại vắt tay lên cán suy nghĩ là không biết là có nên mua lại không ta mình bán ra rồi mình có nên mua lại không mua lại thì dính đỉnh mà không mua thì lỡ sóng, đó thì sẽ có rất nhiều anh chị nhà đầu tư sau ngày hôm nay sẽ có cảm giác như vậy và cảm giác nó hơi phô môn một chút à. Vậy thì cái bản chất của thị trường ngày hôm nay là như thế nào, liệu thị trường đã, đã ổn định hay chưa và vận động một số các cái mặt cổ phiếu như thế nào thì trong cái video ngày hôm nay thì em sẽ phân tích kỹ với anh chị ha để giúp anh chị có một cái góc nhìn tốt hơn rồi sắp tới với những anh chị nào đang cầm nhiều hàng hoặc là cho những anh chị nào đang cầm nhiều tiền chúng ta nên nhìn nhận thị trường nó sẽ như thế nào để chúng ta có sẽ có những cái hướng xử lý tốt nhất. OK. Thì chào mừng tất cả quý anh chị Nhiều tư đã quay trở lại với kênh của Nguyên Đạt Official. À, thì em là Nguyên Đạt. À, ngày hôm nay như tương lệ, chúng ta cũng sẽ gặp nhau trong một cái video bản tin thị trường để nhìn lại một chút về thị trường của cái phiên ngày hôm nay. Tiếp tục là một cái phiên giao dịch rất là cảm xúc của thị trường. À, có thể nói là trong tầm khoảng hơn một tuần vừa qua, thì thị trường nó quay như trong chốc à, và cái phiên giao dịch nào thì nó cũng làm cho anh chị đầu tư và thậm chí là với cả em, à, chúng ta gọi là cái nhịp tim cũng rất là nhanh, cứ tăng lên rồi giảm xuống rồi giảm xuống rồi tăng lên, à, rất là. Gọi là tàu lượng trong phiên. À chúng ta sẽ nhìn qua về một số các cái nhóm à, các cái mã cổ phiếu anh chị quan tâm à, để giúp nghe anh chị đầu tư tốt hơn trong sắp tới ha. À, trước khi mà anh chị xem video thì anh chị có thể bỏ ra vài giây nhấn giúp em một cái nút like cũng như là một cái nút đăng ký kênh, à, subscribe kênh nếu anh chị chưa đăng ký. Anh chị đồng hành cùng em ở trong năm khách hàng thì có thể liên hệ qua hai bạn trợ lý của em, à, số điện thoại thêm để dưới màn hình à, để chúng ta đồng hành cùng nhau. Ok, à, cảm ơn chị rất là nhiều à, đã luôn theo dõi à, và ủng hộ kênh. À, Thị trường ngày hôm nay như thế nào? Thị trường ngày hôm nay đóng cửa tăng gần 18 điểm và đóng cửa cái mức là 1260,08 với một cái mức thanh khoản là 22.992 tỷ, gần 23.000 tỷ. Dowram thị trường thì có 340 mã tăng và 140 mã giảm. Trong rổ VIN 30 thì có 24 mã tăng và 4 mã giảm. Thì sau những cái phiên rung lắc rất là mạnh của thị trường trong những ngày vừa qua thì thị trường ngày hôm nay có một cái phiên phục hồi rất là ngoạn mục. Đó, trường trong những cái phim rồi thì thị trường nó biến động rất là nhiều à, khi tiếp tục có một số các cái thông tin à, về một số các cái nhân vật à, nên là trong những cái phim rồi thì chị thấy là thị trường nó bán tháo rất là mạnh à, nhưng mà ngày hôm nay thị trường nó bắt đầu phục hồi trở lại à, với cái biên độ tăng điểm rất là tốt à, nhìn qua về cái mặt vận động một chút xíu anh chị ha chúng ta sẽ xem thử là ngày hôm nay thị trường nó sẽ vận động như thế nào thì ngày hôm nay thì buổi sáng là thị trường nó có những cái mức hoảng loạn nhẹ thì đầu tiên em sẽ cập nhật cho nhiều chị khách hàng trong room á, tức là buổi sáng ngày hôm nay thì em có nói với nhiều chị khách hàng ấy, là trong vòng một tuần sắp tới tức là nói chung là phiên nào thì không biết nhưng mà trong vòng một tuần sắp tới thị trường nó tăng hay giảm cũng được nó tăng thì càng tốt mà nó giảm thì không sao nhưng mà đừng có bán tháo là được đó, tức là đừng có bán tháo vận động càng chán nản càng tốt đó, và khi mà chị thấy là cái vận động nó càng chán nản và anh chị nhìn những cái room zalo á mà anh chị sẽ thấy những cái thông tin là à, là tiền xấu yếu gì vậy em tiền không dám vào rồi đáo hạn phái sinh rồi tối ngày hôm nay thì phép hợp rồi ngày mai thì đáo hạn phát sinh đã có rất nhiều những thông tin xấu đó, tiền rất là buồn ngủ thì như vậy là ok thì trong buổi sáng thì cũng nó có nói với nhiều chị khách hàng tức là giai đoạn hiện tại gì cái thứ nhất là thị trường nó chỉ không cần nó tức là nó đừng đừng có bán tháo thôi còn nó vận động càng ảm đạm nó vận động càng chán nản nhà đầu tư càng nói tiền yếu tiền không vào rồi buồn ngủ rồi đó hạn phải sinh rồi phép hợp các kiểu đó tức là cái tâm lý nhà đầu tư đang lo sợ về một cái vấn đề mà người ta không có kiểm soát được anh chị em nhưng mà thì nếu mà tâm lý như vậy thì thị trường nó sẽ rất là rất là tốt và khi mà em nói xong gì là thị, trường nó bắt đầu nó kéo lên buổi sáng Đó, lúc là tầm khoảng là 10 giờ 10 đến cái 10 giờ 20 là lúc này chị nhớ thằng VIP nó bắt đầu nó kéo lên đoạn này anh chị là ngày hôm nay thì đa phần là thị trường nó tăng là do những cái mặt cổ phiếu ngân hàng là chính thì sau khi mà thị trường nó rủ rất là kinh khủng buổi sáng tầm khoảng năm sáu điểm á, thì bắt đầu vb nó kéo lên thì khi mà vb bắt đầu kéo lên thì lần lượt các cái mặt cổ phiếu như bidv ecb ctg mười ban thì đã bắt đầu kéo lên cả lại đó thì nó giúp cho thị trường nó tạo được cái đà buổi sáng nghĩa là cái cái sự phục hồi của ngày hôm nay á, nó được đóng góp rất là nhiều bởi những cái cổ phiếu ngân hàng đó, thì nhóm ngân hàng nó tạo được đà phục hồi cho thị trường buổi sáng thì khi mà những cái mặt cổ phiếu ngân hàng nó bắt đầu nó phục hồi á thì buổi chiều thì các cái mặt cổ phiếu nó bắt đầu lan tỏa tức là mang lái tức xin lỗi chị tức là các cái mặt cổ phiếu kia nó bắt đầu nó nhìn những cái mặt cổ phiếu ngân hàng và cái dòng thì nó bắt đầu nó đẩy vào ví dụ như là buổi chiều thì chị sẽ thấy là rất nhiều những cái cổ phiếu nó phục hồi ví dụ các cái mặt cổ phiếu nhóm chứng khoán này nhóm bất động sản này, nhóm khu công nghiệp này hoặc là các mặt cổ phiếu đầu tư công vân vân thì bắt đầu nó phục hồi buổi chiều. tức là bắt nguồn là từ ngân hàng. Sau đó thị trường nó tạo được một cái đà phục hồi rất là tốt buổi sáng và buổi chiều thị trường nó kéo rất là nhanh với dòng tiền rất là tốt. tức là tóm gọn lại là thị trường ngày hôm nay là một cái phim phục hồi rất là mạnh của thị trường. nó có sự giúp đỡ và nó tức là nó nó bắt nguồn từ những cái mặt cổ phiếu ngân hàng và buổi chiều thì cái mức độ phục hồi của thị trường á nó mạnh mẽ hơn. À, thì không biết có anh chị nhà đầu tư nào trong cái buổi ngày hôm qua À, thì không biết là có một cái sự vô tình nào hay không nhưng mà người là cũng không không phải là vô tình bởi vì anh chị luôn là không phải là tự nhiên đó, mà ngày hôm qua thì em lại làm một cái video ngân hàng đâu anh chị có nhớ là trong cái video ngày hôm qua đó làm cái làm với anh chị là về cái tập góc nhìn cổ phiếu đó là nói về nhóm ngân hàng anh chị ha bởi vì em biết một cái điều là gì là nếu mà thị trường sắp tới nó muốn ổn định và nó tạo được cái nhịp đập cho thị trường á thì phải có mặt những cái mặt cổ phiếu ngân hàng thì ngày hôm qua mới là ngày hôm qua là ở nhóm banh đó có thể trở lại trong sắp tới thì ngày hôm nay những cái mặt cổ phiếu nó tăng luôn À, ví dụ gì VIP tím đúng vậy nói chung là các cái mã cổ phiếu ngày hôm qua sáu mã cổ phiếu ngày hôm qua thì có chia sẻ với anh chị thì gần như các cái mã cổ phiếu đó ngày hôm nay đều tăng và cái dòng tiền nó vào rất là tốt ví dụ VIP tím này MBB này anh chị MBB tăng tầm khoảng là 4%, dòng tiền vào bắt đầu mồi lại tức là dòng tiền sau khi mà nó gãy nền rũ bắt đầu nó mồi lại hoặc là các cái mã cổ phiếu như thằng gì thằng BIDV này rồi SCB hoặc là các cái mặt cổ phiếu như CTG hoặc một số những cái mặt cổ phiếu ở dưới như STB rồi OCB hoặc là MSB thì ngày hôm nay thì cái sự cân bằng và cái dòng tiền nó bắt đầu nó tham gia trở lại với uh, các cái mặt cổ phiếu ngân hàng. Đó, thì khi mà cái dòng tiền nó vẫn ổn định ở những cái mặt cổ phiếu ngân hàng thì tức là thị trường hiện tại thì nó nó gọi là nó xóa bớt đi cái sự tiêu cực phần nào sau hai cái phiên giao dịch vừa qua. Anh chị hiểu không? Tức là nè, tức là này là tiêu cực này. À, cái phiên này gọi là tiêu cực nhẹ thôi chứ thị trường nó cũng có không có hoảng loạn bởi vì chị có nhớ là trong cái phiên này thì em có chia sẻ với chị á thị trường cái phiên này á không thể gọi là một cái phiên tốt nhưng mà nó có hoảng loạn bán tháo hay không thì không bởi vì chị nhớ cái phiên này á nó chỉ có tầng khoảng 6 cổ phiếu giảm sàn nên nó không phải là một đợt một cái phiên mình quá sợ hãi ngày hôm qua thì bắt đầu là một cái phiên dừng đã bán ngày hôm qua chưa phải là một cái phiên tốt của chị gọi là nó dừng một đà bản thôi và ngày hôm nay thì trường nó bắt đầu nó hồi phục trở lại và trong cái buổi video ngày hôm qua thì em đã chia sẻ với anh chị rất là kỹ về những cái cổ phiếu ngân hàng rồi đây sẽ là cái nhóm nó tạo dịp đập cho thị trường tức là thị trường nó có muốn lên hay không hay là thị trường nó muốn biến động gì đó, thì sẽ do những cái mặt cổ phiếu ngân hàng hết nó thì mới ngày hôm qua phân tích ngày hôm nay thì những cái mặt cổ phiếu ngân hàng nó kéo luôn tầm khoảng 10 giờ 10 giờ rưỡi là kéo luôn <laughs> ok đó thì đó là về cái mặt vận động của thị trường ngày hôm nay còn các cái dòng cổ phiếu khác thì khi mà những cái mặt cổ phiếu ngân hàng mà nó kéo rồi như vậy thì những cái mặt cổ phiếu kia nó mới hồi lên ví dụ ngày hôm nay dòng chứng thì đa phần những cái mặt cổ phiếu nó có một những cái biên độ hồi khá là tốt Nào hoặc là những cái mặt cổ phiếu bất sản thì đa phần những cái mặt cổ phiếu ít hay nhiều nó cũng có một cái sự phục hồi tốt ngày hôm nay nói chung là ngày hôm nay thì ngân hàng dẫn dắt phục hồi tức là dẫn dắt phục hồi thôi. Đó, còn uh, trong phiên thì buổi chiều thì các cái mặt cổ phiếu kia thì bắt đầu nở cân bằng trở lại à, và phục hồi tốt hơn. Đó thì đó là về cái mặt vận động ngày hôm nay. Rồi, vậy thì với cái góc nhìn hiện tại của thị trường á, thì mình sẽ nên nhìn nhận như thế nào? Đầu tiên á, chúng ta nói về cái góc nhìn lớn nha. Bởi vì nếu anh chị nào xem cái video của em trong tầm khoảng 3 tháng vừa qua, 3 tháng chứ không phải là ba ngày nha, vậy em không phải là nhiều người khác nha. Không phải là ngày hôm nay tích cực rồi khen nó đẹp. Rồi ngày mai tiêu cực là khi gọi là phải quản trị rủi ro. Rồi ngày mốt mà nó tốt tốt là bắt đầu gì anh chị mua vào. Rồi ngày hôm kia nữa thị trường nó xấu sóng bắt đầu chị bán ra không? Anh chị ha, khi mà chị đã xem video của em thì em đã nói là về cái xu hướng chính của thị trường, trong cái nhịp này là nó đã uptrend từ lâu rồi. Và thị trường chúng ta vẫn đang trong một cái đà đi lên. Tuy nhiên trong ngắn hàng thì thị trường chúng ta đang chịu một áp lực rất là lớn. Thứ nhất là về mặt cái vấn đề về tỷ giá trên thị trường chợ đen. Thứ hai là những cái thông tin hút tiền của thông tin hút tiền qua kênh tí phiếu của ngân hàng nhà nước và một số cái thông tin đồ liên quan đến một số nhân vật thượng tầng mà em, nghĩ là anh chị cũng có nghe trong những ngày vừa qua thì trong ngành hàng là thị trường chúng ta đang chịu rất là nhiều những cái áp lực trong dịp vừa rồi trong tầm khoảng hai ba tuần qua nhưng mà cái điểm mà em đánh giá với chị một cái điểm tích cực á là trong những cái lúc mà thị trường nó có những cái thông tin xấu và thị trường nó có những cái biến động lớn thì nó có một điểm rất là hay của thị trường gì là thị trường nó không có bị bán tháo từ 200 đến 300 cổ phiếu giảm sàn em ví dụ nha nếu mà trong những cái này hoặc là trong cái này á mà thị trường nó có 200 đến 3 mã 200 đến 3 200 đến 300, 300 cổ phiếu nó giảm sàn thì em sẽ có lia tài khoản. nhưng mà gì? Nhưng mà trong những cái vùng này thị trường nó vẫn giảm nó vẫn xấu, nó vẫn tiêu cực nhưng mà thị trường nó không có tạo ra cái sự hoạn loạn quá mức. Đó thì em vẫn đánh giá là cái xuống của thị trường về cái mặt chính á, tức là cái xuống uptrend của thị trường là nó vẫn được giữ. Ok, đó đó là cái góc nhìn của em thì hôm bữa giờ anh đã chia sẻ với chị rất là nhiều rồi. Đó, tức là về khi mà thị trường nó phản ứng với cái mặt thông tin á, bởi vì anh chị luôn này. Khi mà thông tin ra nhỏ lẻ biết không? em nói anh chỉ có biết là vì sao á là em 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 rất là hay nhìn những cái cách mà thị trường nó phản ứng với thông tin không bởi vì anh chị lấy cái bản chất này trên thị trường nó sẽ chia làm hai phê một phê là của tổ chức của đội lái một phê là của nhỏ lẻ thì anh chị phải hiểu đơn giản này nếu mà thông tin ra đó nhỏ lẻ có biết không biết cho sao không biết và em nói anh chị là trước khi mà thị trường nó có những cái thông tin hút tiếng phiếu á, là anh chị đã đồn trước đó một hai ngày rồi hoặc là ví dụ như cái hôm tầm khoảng ngày thứ hai anh chị là khi mà nó ra cái thông tin một số nhân vật á, thì một số anh chị khách hàng của em đã đồn trước đó tầm khoảng một hai ngày rồi tức là người ta đã đồn rồi thì dụ là cái bản chất nhỏ lẻ người ta đã biết rồi thì khi mà nhỏ lên người ta biết đó, thì những cây này chị bán không bán chứ sao không bán đa phần là bán thì ai ví dụ như chị thì đơn nghĩ đơn giản này ví dụ những cây này nó bán nhưng mà thị trường nó phục hồi nó vẫn phục hồi rồi những cái cây này nó bán nhỏ lẻ bán nhưng mà thị trường nó vẫn phục hồi thì chị nghĩ đơn giản là những cây này ai mua đó em nói như vậy thôi chị anh, chị anh chị anh chị, sẽ đủ hiểu bởi vì thị trường có người bán cũng phải có người mua thị trường giảm vô lớn vô lớn ta đùng ta đùng ta đùng có nhỏ lẻ bán thì cũng phải có những cái tổ chức người ta mua ổn vậy thì em vẫn đánh giá với anh chị là nếu mà thị trường nó không có những cái mức hoảng loạn bắn tháo thì em vẫn giữ cái view về cái mặt về xu hướng chính em nói là xu hướng chính nha chứ không phải là xu hướng theo ngày đúng vậy trên thị trường mà anh chị nhận định theo ngày là không ổn. Nãy mà nó là xu hướng chính tức là xu hướng chính của thị trường nó vẫn được giữ. Ok. đó thì em làm rõ quan điểm cũng là một số cái góc nhìn quan với tình hình thị trường hiện tại. Rồi cái thứ hai là chúng ta sẽ nhìn qua một chút về trong ngắn hạn nha. Hồi nãy chúng ta nói cái lớn rồi và cái cách phản ứng của thị trường nhưng mà ta nhìn chút mà một chút về cái trong ngắn hạn một chút xíu thì ngắn hạn là thị trường nó đang giao dịch hai biên cái biên dưới á, là quanh 1.235 và cái biên trên á, là cái vùng 1280 thì tức là ngắn hàng là thị trường nó đang giao dịch trong một cái chiếc hộp đó, mà anh chị hay gọi là một cái vùng tích lũy trở lại là một cái vùng sai quay ngắn hạn hôm bữa thì chị có nhớ em nói là chị là nó có thể là cái chiếc hộp này đó. hoặc là nó có thể là chiếc hộp này đó. hoặc là nó có thể là cái chiếc hộp này đó, nghĩa là thị trường nó có thể tạo một cái chiếc hộp ở phía trên miễn là thị trường nó đừng bán tháo thì khi mà thị trường nó chẩn lại nó biến động xong em ví dụ nha nếu mà thị trường nó tốt á sắp tới thị trường nó có thể chẩn rồi nó bất định luôn nó bất định thì càng tốt à, nhưng mà nếu mà thị trường nó cứ vẫn lan -on quanh cái chiếc hộp này á thì nó vẫn là ok anh chị ha đã còn em vẫn không có phân tích như này em ví dụ nhiều gì hỏi là ờ đã ơi ngày mai là thị trường nó tăng hay giảm em cũng không có biết được đâu như vậy bởi vì em không thể biết và em cũng không có quan tâm là gì em biết để làm cái gì đó, tức là thị trường nó vẫn ổn thị trường nó, nó đi lên hay là đi ngang giá thì của kệ nó thì vẫn đánh giá là thị trường xuống chính vẫn là ở trên xu hướng ngắn hàng thì đang xoay quay thì khi mà thị trường xoay quay quanh cái vùng biên này á thì thị trường á, nếu tất cực thì nó có thể vượt luôn 1280 nó bởi vì hiện tại thì nói chung á nó phụ thuộc rất nhiều vào những cái cổ phiếu ngân hàng nha vậy nói chung để anh chị biết được á là những cái thị trường nó có vượt sớm hay không á là anh chị nhìn tụi ban thôi bởi vì sao bởi vì ngày hôm nay là VIB bắt đầu vượt rồi tức là với cái chỉ khóa học hiện tại của VB trong vòng một tháng vừa qua nói chị là nó vượt rồi thì nếu mà nó sắp tới mà chị nhìn những cái con như ACB này MBB này rồi BIDV mà nó vượt á thì mới là cái mốc 1280 á nó không khó bởi vì anh chị biết là những cái cổ phiếu ngân hàng thì nó tăng tầm khoảng vài trăm phần trăm là thị trường nó vượt rồi nó nói nó là một cái nhóm có vốn hóa lớn này nên em nghĩ là để mà phân tích thị trường nó có vượt đỉnh hay không anh chị em nghĩ là nó cũng không có gọi là nó không có tác động gì mấy mình chỉ biết là thị trường nó vẫn đang đi ngang vẫn đang biến động và vẫn đang nó có một sự hấp thụ rất là tốt đó, và nhóm ngân hàng thì nó vẫn đang giữ nhịp theo thị trường thì em vẫn đánh giá là thị trường hiện tại nó vẫn còn chơi được đó, nó vẫn nói chung là vẫn còn ok xuống chân vẫn còn ok đó, và sắp tới thị trường nó liệu nó có vượt đỉnh hay không 1280 một không á thì mới là chị theo dõi tụi ban á là chị biết à. em ví dụ nha trong vòng khoảng tuần tới mà mbb bidv ctg và Techcombank bốn cái con cổ phiếu này hoặc là thêm những cái con như ECB nữa mà chỉ bốn năm cổ phiếu này á mà như thấy tuần này nó vượt đỉnh á là chỉ biết là kiểu gì thị trường nó cũng sẽ vượt đỉnh được cái đỉnh 1280 thôi. OK đó thì phân tích thêm để chị hiểu thôi. Còn về cái bản chắc thì em sẽ không có phân tích điểm số nhiều. Bởi vì nếu mà em phân tích điểm số nhiều á thì em đã đứng ngoài từ hôm bữa giờ rồi chị. Nếu mà em phân tích điểm số nhiều nha thì chắc có lẽ là em đã đứng ngoài từ khi mà thị trường nó quanh tầm khoảng 1.150, 1.160 như vậy. Chứ em em không còn ở đây để em làm video cho mọi người đâu. Dạ rồi OK ha. Rồi thì đó là cái một số các cái biến động của thị trường à, anh chị có thể nắm qua. Rồi à, tiếp theo thì em sẽ phân tích với anh chị một số các cái góc nhìn của em về cái hành động. À, và cái cái hành động và cũng như là cái chiến lược em nói nhanh qua thôi anh chị ha thì với cái góc nhìn của em á là nếu mà thị trường sắp tới mà đi lên nha anh chị thì giai đoạn sau này á thì không sẽ không có nhiều những cái cổ phiếu để mua trung hạn nữa em ví dụ như là trong rơm khách hàng á thì rơm khách hàng của em đã các cái mã cổ phiếu mà mua trung hạn vậy là đã mua xong rồi 80% rơm em chị là đã mua xong tầm khoảng một hai tháng trước và trong tầm khoảng 1 một hai tuần vừa qua hai ba tuần vừa qua thì một số những chị khách hàng mà vào rơm trẻ tức là vào rơm bị muộn á thì cũng đã cho mua xong rồi thì dần sắp tới thì chủ là các cái điểm mua trung hạn thì em sẽ không có tư vấn cho mọi người nữa nha. Tức là em đã tư vấn với chị rất là nhiều trong những dòng vừa qua rồi. Thì nếu mà thị trường sắp tới mà đi lên á, tức là nếu đi lên á thì các cái điểm mua sau này không phải là điểm mua trung hạn mà nó sẽ phù hợp những cái điểm mua điểm điểm mua đánh nền cao. Tức là những cái điểm mua đánh những giai đoạn cuối của những cái mã cổ phiếu ở nền cao. Chứ không có thể nào mà điểm mua này của những cái mã cổ phiếu như GVR vậy. Hôm bữa có nhiều gì họ đạt ơi, mua những điểm trên này mua trung hạn được không em? Không có ai mua trên này mua trung hạn đó vậy. À, em lấy đại diện một số cổ phiếu thôi ha hay là những cái mặt cổ phiếu như, như, như là ecb này chị không thể nào mà sắp tới những điểm mua trên này là điểm mua trung hạn được nó lấy một vài cổ phiếu mà nó gọi là nó dẫn dắt anh chị tức là nó nó mang tính chất dẫn dắt để anh chị có thể hiểu nên là đa phần các điểm mua trong cái nhiều sắp tới nó sẽ là điểm mua nếu anh chị mua mới nha em nói em đang nói đây là về mua mới thôi thì đa phần sẽ là những cái điểm mua đánh gọi là đánh nền cao đánh lên cao tức là anh chị có thể đánh ngắn đánh lướt đánh những giai đoạn cuối nó không nhất thiết là trong vòng t cộng ba hay là t cộng năm nó có thể trong vòng một hai tuần hoặc là một tháng gì đó à, nhưng mà để mà nhiều chị hỏi là đạt dạ ơi sắp tới nếu mà thị trường nó biến động xong mà anh chị mua cái mà cổ phiếu anh chị giữ 4 đến 6 tháng được không em thì với góc nhìn của em là không nha đã. nên là ví dụ như là nếu anh chị nào có mua mới trong ngày sắp tới thì anh chị lưu cái tinh thần đó bởi vì thị trường của chúng ta nó đã đi qua được tầm khoảng 3 tháng rồi đã, ví dụ như cho thị trường nó biến động lên sinh quan cái vùng này nó tầm khoảng nửa tháng rồi em. À, rồi khi mà thị trường đi lên tầm khoảng 4 tháng, 4 tháng rưỡi, 5 tháng rồi. Tháng sau 30 tháng 4, 1 năm là thị trường đi lên tầm khoảng 4 5 tháng rồi. Thì khi mà thị trường nó biến động như vậy thì các cái điểm mua về mặt trung hạn nó sẽ không có có nữa. Đó, nên là chị lưu ý với em cái điều đó. đó. Nên là sau này ví dụ như chị nào có theo dõi những cái video của em à, hay là những cái chị ở trong đông khách hàng á. À, ví dụ như sau này thì em sẽ định hướng với chị đánh những cái điểm mua. Nếu có mua mới á, thì sẽ đánh những cái điểm mua nền cao. Còn các cái mặt cổ phiếu ôm trung hạn thì cứ bây giờ cứ nắm đến hết sóng thì bán thôi em thì anh chị lưu là những chị ở trong lưu khách hàng á, thì đa phần là mua đã xong tầm khoảng một hai tháng trước rồi trong cái nhịp rồi thì em mua em bán mua những chị khách hàng mà vào rung rẻ thôi à, vào rung rẻ thì mới bán mua thôi còn sắp tới thì em sẽ tập trung cho anh chị đánh những cái mặt cổ phiếu ở giai đoạn cuối và anh chị lưu là những cái mặt cổ phiếu ở giai đoạn cuối nha anh chị anh chị đừng khinh thường nó nha anh chị đừng có nghĩ là những cái mặt cổ phiếu ở giai đoạn cuối đánh ngắn là nó là là nó không có lãi anh nói anh chị nè anh nhìn anh chị nhìn thằng kbc này em lấy với anh chị một vài ví dụ thôi sắp tới sẽ có rất nhiều những cái mặt cổ phiếu nó sẽ dạng như thằng kbc này đây, anh chị nhìn này, tức là thị trường nó đã đi lên, nó đã chạy đến giai đoạn này rồi. Thì KBC nó mới nó mới bắt đầu chạy. Thì KBC anh chị trong vòng đúng một tháng nó chạy nhân hai. Đúng vậy. Thì không thể nói điểm mua này là điểm mua trung hạn, bởi vì không có một cái cổ phiếu nào mua trung hạn mà đánh một tháng ấy. Trung hạn nó phải 4 6 tháng. Thì anh chị đúng Tức là nói như vậy để anh chị biết là gì không phải điểm mua trung hạn À, xin lỗi chị không phải là điểm mua đánh nền cao hoặc là những điểm mua ở giai đoạn gọi là săn cổ phiếu chạy nước rút đó chị là không phải là là không tốt nếu gì đánh đúng cổ phiếu chị dân sắp tới nó vẫn sẽ có rất nhiều những cái mạng cổ phiếu như thằng kbc này đã tức là chỉ trong vòng một tháng thôi nó sẽ tăng nhân hai ví dụ như vậy hoặc là những cái mạng cổ phiếu như thằng tcm đã năm đó mình thấy cũng có những cái mạng cổ phiếu như tcm này hoặc là các cái mạng cổ phiếu như thằng vgt đã năm đó chỉ trong vòng tầm khoảng là hai tuần anh hình dung hai tuần thì chỉ chị có thể săn được những cái mã cổ phiếu đánh cái nhịp chạy nó rút như thế này đó nên là cái nhịp sắp tới thì em sẽ săn cho anh chị một số những cái mã cổ phiếu ở trong room khách hàng những cái mã cổ phiếu dạng như vậy tức là nó không phải là tay ba tay năm mà mình đánh những giai đoạn cuối cùng của thị trường đánh những cái mã cổ phiếu có những dấu hiệu chạy nó rút anh chị hình dung ạ à. tức là những cái mặt cổ phiếu tự nhiên hai ba tuần nó dựng đứng lên mình có thể kiếm lại tầm khoảng 30 đến 40 thì dạo sắp tới thì em sẽ kiếm cho anh chị những cái mặt cổ phiếu như vậy còn để mà mua một cái cổ phiếu anh chị nói là ờ ôm bốn năm sáu tháng gì thì không nha đã thì chị lưu ý với vị em tức là với tinh thần và chiến lược này giao sắp tới khi mà thị trường nó biến động xong và đi lên thì với những gì nào đã, anh chị nào đã có hàng đã có những cái vị thế trung hàng thì mình sẽ ôm đến cuối sống mình bán à, ok cái thứ hai là với vấn đề về mua mới thì giao sắp tới nó sẽ không có nhiều những điểm mua về mặt trung hạn nữa trung hạn ở đây chúng ta đang nói về cái mặt thời gian tức là không có nhiều những cái mặt cổ phiếu mà anh chị mua ôm anh chị bốn sáu tháng mà anh chị mua những cái mặt cổ phiếu đánh nền cao hoặc là săn những cái mặt cổ phiếu chạy nước rút ở cuối chu kỳ anh chị hành không thì không phải nhất thiết là mình phải t3 t5 mà mình chỉ đánh trong vòng tầm khoảng hai ba tuần đến trong vòng một tháng thì nếu gì nào đánh đúng cổ phiếu gì anh chỉ có thể sang được những cái mà cổ phiếu nó có thể lại 40 năm phần trăm chỉ trong vòng hai ba tuần thôi hồi nãy là nó là một ví dụ em ví dụ như vậy nha em ví dụ như vậy này ví dụ kbc Đã, năm 2020 thì em đánh được thành kbc vậy em ví dụ như vậy kbc hiện tại đang ở như này đúng vậy nó đang ở một cái vùng như này thì nếu mà giả sắp tới mà thị trường nó giai đoạn cuối thì những cái mà cổ phiếu này nó có thể tăng dựng đứng nó có thể tăng dựng đứng một mạch luôn hình dung anh có thể tăng dựng được thì mình sang là sẽ sang những cái mảng cổ phiếu nó có thể bước vào những cái nhịp chạy của dòng sau này hình dung anh à? à, thì đã gọi là cái đó sẽ là cái hướng đi cũng như là một số các cái mảng cổ phiếu cũng như là cái chiến lược về mua bán các cái mảng cổ phiếu để anh chị có thể liệu trong nhiều sắp tới nãy ví dụ anh chị xem video của em, của em hoặc là anh chị anh, anh, anh những anh chị nào ở trong đơn cái hàng á thì anh chị sẽ biết là dòng sắp tới cái chiến lược của mình như thế này à, ok rồi chia sẻ với anh chị một chút như vậy ha à, giai đoạn sắp tới thì em sẽ không mua cái cổ phiếu em giữ vài tháng nữa à, em em chỉ đánh những cái mảng cổ phiếu nền cao và gọi là đánh ngắn ngắn ở đây với nhiều anh chị thì anh chị hay nghĩ là phải t 3 t năm nhưng mà với em nha anh chị vài tuần đến tầm khoảng một tháng cũng đã là ngắn rồi <laughs> bởi vì em thì em đang đánh trung em em đánh tầm khoảng bốn sáu tháng thì với em chị mình đã đánh bốn sáu tháng thì một vài tuần hai ba tuần hoặc là hai ba tuần hoặc là một tháng nó vẫn là ngắn rồi chứ không nhất thiết là phải mua ngày hôm nay rồi tới ba và bản, không phải như vậy đã nên là anh chị lưu một số các điểm đó ha. Đó, nên là ví dụ sắp tới mà anh chị nào đang anh nhìn muốn sang những cái mặt cổ phiếu như vậy hoặc là chị muốn đánh những cái mặt cổ phiếu ở đoạn cuối á, đánh những cái nhịp chạy mạnh á thì anh chị có thể tham, tham gia room khách hàng của Thì sắp tới thì em sẽ định hướng với chị một số các cái mặt cổ phiếu như vậy để anh chị đánh nhịp cuối. Còn nhịp này mà anh chị vào room khách hàng của em anh chị hỏi là đã có mua trong hàng được hay không thì không nha. À, nó chia sẻ với anh chị thật lòng như vậy. Đã, bởi vì em thì rất là thẳng thắn vậy. Cái vùng nào mua trong hàng được thì nó nói là mua trong hàng được. Còn cái vùng nào là gì là mua đánh ngắn. Ngắn ở đây không phải là T3 T5 mà ngắn tức là mình sẽ đánh trong một cái thời gian ngắn rồi mình rút luôn đó thì nó gọi là ngắn ok rồi chia sẻ với anh chị một chút như vậy ha à, về tinh thần và chiến lược à, để anh chị có thể nắm qua rồi tiếp theo thì em sẽ nhìn qua về một số các cái những ngành cũng như là một số những cái cổ phiếu để anh chị nhìn qua ha đầu tiên thì em sẽ nhìn qua dòng ngân hàng trước đi dòng ngân hàng thì mới là à, em nghĩ là nó cũng vô tình nhưng mà anh chị có biết là vì sao á là ngày hôm qua làm lại nói à, em nói chia sẻ với anh chị luôn này cái video ngày hôm qua thì ngày hôm nay có nhiều chị nói là ở ờ, đạt thằng đạt nó mới làm hôm qua mà ngày hôm nay tụi ban nó chạy luôn bởi vì như đó cái bản chất hiện tại của thị trường á nó đang ở làng tức là đang ở trong giai đoạn nhạy cảm thì sao thì khi mà ở thị trường ở trong những giai đoạn nhạy cảm á lúc nào nó cũng sẽ kéo những cái cổ phiếu nó sẽ mang nó sẽ mang hướng về cái mặt chỉ số đặc biệt là những cái mặt cổ phiếu ngân hàng khi mà những cái mặt cổ phiếu ngân hàng nó là những cái nhóm đi lên đầu tiên và nó là những cái mặt cổ phiếu nó tác động đến chỉ số đó. và ngày hôm qua thì thấy một cái đặc điểm là gì những cái mặt cổ phiếu như mb nó về sát lại cái vùng này À, nó hoặc là những cái mặt cổ phiếu như ECB nó về sát lại nó test lại những cái vùng đáy cũ nên em đánh giá ngày hôm qua thì qua đánh giá với anh chị là những cái mặt cổ phiếu ngân hàng á nó nó có thể là nó sẽ kéo thì rồi mà đúng ngày hôm nay là nó kéo thiệt Vậy rồi ok ha rồi thì ngày hôm nay chúng ta sẽ nhìn qua về một số những cái cổ phiếu ngân hàng trước đầu tiên là với VIP VIP thì sau khi mà nó tích lũy một tháng nó có một cái nhịp lũ À, rồi ngày hôm nay nó bắt bắt đánh vượt thì em nghĩ là anh chị nào lấy sớm với thằng VIP ngày hôm nay cũng có thể là chăm trước được ngày hôm nay nếu mà thằng VIP á, mà lúc mà nó tăng tầm khoảng là hai đến ba phần trăm thì em nghĩ em nghĩ là ngày hôm nay chị có thể lấy sớm được để anh chị có thể đánh những nhịp cuối nhưng mà nghe em, em nghĩ là ngày hôm nay nếu anh chị nào đu giá trần á thì em sẽ không thích cho lắm À, em đó là quan điểm của em thôi. Còn anh chị nào mua ngày hôm nay thì sẽ ok. Nhưng mà mới là nếu ngày hôm nay mà chị mua sớm mua sớm tức là tầm khoảng 2 đến 3% đổ lại á thì mình là nó sẽ phù hợp hơn. Nó anh chị nào có thì cứ cầm đó. Ngày hôm nay dòng tiền nó vẫn ok mà. Rồi ok, đó là VIP ha. Một số những cái mặt cổ phiếu ở dưới một chút thì có ACB này. À, với lại MB, em nói chung luôn ha. ACB, MBB với lại Techcombank thì những cái mặt cổ phiếu này sau khi có một cái nhịp rũ bỏ và cân bằng thì nó đã quay về lại cái nền trước khi mà rủ rũ. Ví dụ nó quay lại về lại cái nền này. Hoặc là những cái mặt cổ phiếu như MB là nó đã quay về lại được cái nền này. À, hoặc là những cái mặt cổ phiếu như ECB là nó đã quay về lại được cái nền trước khi mà nó gãy đó. thì những cái mặt cổ phiếu nào đi ngang tết đại đấy mà nó quay về được lại nền đó, thì đó là điểm tích cực. Đó nên là trong anh chị nào lấy ngày hôm nay vẫn được hoặc là trong những cái phía sắp tới nếu mà những cái mặt cổ phiếu này nó có những cái nhịp rung lắc nhẹ à, thì anh chị vẫn có thể mua để anh chị đánh những cái nhịp cuối ở phía sau à, với ECB, MBB hoặc là Techcombank à, hoặc là BIDV cũng được, BIDV cũng ok. Đó, những cái cổ phiếu nó đi ngang này, rũ bỏ này, cân bằng hứa lên này. nó giống như những nhịp như này này anh chị. Em lấy một số các cái vận động của gãy nền rũ để anh chị nhìn nha. À, ví dụ như này. À, ví dụ như này anh chị. Ví dụ đi ngang ở đây này. Đi ngang ở đây này. Nó rũ một phát này. Đúng không? Đi ngang này. Rũ này. Tết lại này. Quay về lại nền này. này. À, hoặc là những cái mà cổ phiếu như CTG đây. Như này anh chị. Đây. Đi ngang này. Rủ này. Hồi này. Quay về lại nền này. này. À, hoặc là như này anh chị. Đi ngang này. Rủ này. Hồi này. Hoặc là đi ngang này. Rủ này. Tết lại này. Hồi này đã thì ngày hôm nay những cái mà cổ phiếu ngân hàng á, nó có thể giống như những cái này tức là những cái mà cổ phiếu nó có thể quay về lại nền tức là đi ngang và nó quay về lại nền thì những cái phiên sau đó thì nó có thể có những cái phiên chừng chuẩn gì lại đã thì chỉ có thể canh lấy dạ rồi ok ha Đó thì đó là những cái cổ phiếu ngân hàng thì mới là nếu mà ok nhất thì có mb này có uh, mb có acb có uh, techcombank uh, techcombank với lại là bidv còn thằng ctg á, thì em thấy là cái trend của nó nó hơi tức là nó rơi nó hơi nó rơi bị hai nhịp tức là nó rơi một nhịp này và nó rơi bị hai nhịp thì có thể là cái phương của thằng cg nó có thể là cái phương vai đầu vai ngược như thế này đó thì mấy anh chị cứ tạm thời cứ cho thằng CTG nó phục hồi trở lại đi thì nếu mình làm được một cái vai đầu vai ngược và nó hồi đi lên được á thì anh chị đánh cho anh chị chờ cho nó thêm một chút thời gian nữa anh chị ha nó có nghĩa là sau ngày hôm nay thì mình là nếu chị có quan tâm á, thì theo dõi BIDV này MB Techcom với lại là SCB. Đó, và anh chị có thể theo dõi một hai phiên hôm thì chị, chị có thể canh vào với những cái cổ phiếu này và nó là một lần nữa rõ quan điểm này những cái điểm mua này không phải là điểm mua trung hạn nha và điểm mua đánh nền cao và khi mà chị đã đánh nền cao rồi thì chị lưu em một điều là anh chị phải quản trị rủi ro thật chặt với em nha em nói kỹ rồi á ví dụ như là một, ví dụ mua xong mà cái mặt cổ phiếu nó có vấn đề gì đó hoặc là nó biến động gì đó thì phải theo dõi để xử lý và rồi ok đó là với nhóm ngân hàng nhưng mà nghĩ là với VIP mà nó đã vượt được cái đỉnh này thì mới là lần lượt các cái mặt cổ phiếu kia nó cũng sẽ vượt thôi giờ rồi cái nhóm ngân hàng ha. rồi tiếp theo là những cái mặt cổ phiếu dòng à dòng chứng đây dòng chứng này bsi này bsi thì vẫn tích lũy rồi. nói chung là những cái mặt cổ phiếu như bsi rồi fts rồi gì mbs này rồi những cái mặt cổ phiếu như agr này cz này anh chị nó đi ngang nó rũ cán rụng lên ví dụ như sau ngày hôm nay nha ví dụ nó đi ngang này nó rũ này thì thường nó sẽ cân bằng lại nó có thể buôn nhẹ rồi nó sẽ cân bằng lại thì sau cái nhiều cân bằng đó thì nó sẽ đi lên trở lại nó thường nó sẽ cân bằng một hai nhịp như vậy chứ nó cũng sẽ không có lên ngay nhưng mà về cái về cái xuống của nó nó vẫn có thì mình chỉ có thì chỉ cứ cầm thôi không có vấn đề gì hết. với nhóm chứng khoán thì nhiều những cái mã cổ phiếu nó đã có xu hướng rồi thì một khi mà nó đã có xuống á, thì chỉ có hàng là chỉ có nắm thật chặt nha ở đâu có sợ gì đó mà ngoại trừ mà những cái chị nào có vị thế không tốt thì chị mới theo dõi kỹ thôi còn nếu những cái mã cổ phiếu đi lên nó rủ xong nó sẽ cân bằng đi lên này nó có thể đánh thêm một một cái dạng vòng cung hướng lên nữa vậy nó như này à, nó rủ vòng cung hướng lên hoặc là những cái mã cổ phiếu như VCI này như vậy đây này đi lên này nổ rủ lại này visa thì trend rất là tốt nhịp này những cái cổ phiếu lớn thì anh chị em thấy là có thằng visa là khỏe rất là khỏe nhịp này visa rất là khỏe còn những cái mặt cổ phiếu nhỏ thì có agr này có fcs thì nó chạy lâu rồi hoặc là cts này hoặc là các cái mặt cổ phiếu nhỏ vít này VIT thì nó cũng chưa thoát ra nó nổ nó rủ lại thì thường nó sẽ làm một cái vùng cung hướng đi lên như thế này thì em anh chị có hàng thì cứ giữ được ok với nhóm chứng khoán thì em thấy vẫn ok em chỉ đánh giá về cái mặt xu hướng thôi Đó. còn ví dụ như rơm em thì các anh chị đã vào xong những cái mặt cổ phiếu chứng khoán rồi đúng vậy ok rồi à, thì anh chị có thì cứ giữ này rồi à, rồi tiếp theo là những cái mã cổ phiếu bất động sản đi ha bất động sản như những cái con ở trên trước có nam từ liêm ok à, nam long này nam long thì nó giống như cũng giống như những cái mã cổ phiếu chứng khoán tức là nó đi ngang là nổ rồi và nó rủ lại thì thường nó sẽ tạo một cái vùng cung như thế này à, nó rủ xong rồi nó sẽ hướng lên đây. hoặc là khang điền cũng tương tự đã khang điền nó rủ lại à, những cái con này thì nó hơi chậm nhưng mà xuống của nó nó vẫn còn rồi có DG này À DG thì anh chị nào có hàng á, Thì chặn tất cả với cái cổ phiếu này Quanh vùng giá tầm khoảng 29.5 chứ em Mất 29.5 thì anh chị xử lý Có TSH ngày hôm nay cũng đi lên rất là tốt Đi lên rất ok Đó, Thì với những anh chị nào đang nắm với cái cổ phiếu này á, Thì chặn quanh vùng giá bao nhiêu Tầm khoảng 14 năm đây 14 năm với cổ phiếu này Thì những cái cổ phiếu chạy sau của nhóm ngành bóng sản Thì đang có thằng DG và những tê sát là tốt nhất rồi còn các cái mặt cổ phiếu còn lại thì vẫn đang đi từ dưới lên đó. nói chung thì em sẽ không tư vấn với anh chị những cái con như đất xanh này là BDR lên thì nó vẫn lên thôi nhưng mà như em nói với chị là với em ấy vậy. em đã đánh thì em đã đánh những cái con ngon nhất đúng vậy đánh thì phải đánh những cái con ngon nhất, ngon nhất ở trong vòng nó ok nhất thì đánh chứ mình cũng không đánh lăng mạc. thì nhiều rồi định hướng cho anh chị hai mã là D gọi là tê sát rồi đúng không thì em mới là anh chị có chặn những cái mốc mà nó quan trọng là ok rồi còn các cái mặt cổ phiếu còn lại thì nó vẫn hồi những Ví dụ đất xanh này đất xanh thì cùng lắm nó rủ về hỗ trợ nó cân bằng lên trên nó lên lại thôi những con đất xanh sau này cũng sẽ lên hết á ví dụ như gì nào có hai thì cũng đừng có sốt luôn không biết nó lên nhanh lên, lên chậm thôi nó cũng sẽ cân bằng lên hết sale này Đó, hoặc là HPC này ok nó đuôi đi xong nó rủ chán nó cũng sẽ lên thôi vậy. không có vấn đề gì đâu rồi ok ha bóng rạng thì vẫn ok một số những cái mặt cổ phiếu nó vượt định gì có nam từ liêm nam long khang điền À, TSA à, và là DG, còn những cái mặt cổ phiếu hoặc là IJSC cũng đang rủ lại nè, bình thường thôi. Một cái cái mặt cổ phiếu đi từ dưới lên thì tạm thời nó sẽ rủ lại nó sẽ đi lên được. rồi. Okay, nhóm, uh, rồi, ok. Những bất động sản. Rồi tiếp theo nhìn nhờ, khu công nghiệp ha, GVR này cứ cầm thôi, không có vấn đề gì đâu anh chị. Cứ cứ BHR, cứ cầm cứ này. Rồi những có số các SSC này rủ lại về nền cân bằng lên lại thôi anh chị. Không có vấn đề gì. IDC này, rồi DTD uh, này rủ lại về nền cân bằng. Đã những cái mặt cổ phiếu nào mà nó đi, nó tạo nền mà nó nó nổ lại thì nó sẽ gãy về lại nền, nó sẽ cân bằng được. Không có vấn đề gì ha rồi có VGC này vẫn ok đó, nói chung dòng khung nghiệp thì vẫn ok điểm mua thế đó nói chung là các điểm mua dòng công nghiệp điểm mua ngon nhất thì đã qua hết rồi mọi người dạ, ok ha rồi đó là dòng mà khu công nghiệp tiếp theo là những cái mặt cổ phiếu dầu dầu khí thì có BVD BVD thì như em nói với anh chị rồi chừng nào gãy 30 mươi lớn thì bán còn không thì cứ giận nếu chị có cần còn các cái mặt cổ phiếu như BVC BVS và BVB á nó giống như là những cái cổ phiếu ở phía dưới của dòng bóng sản nó từ từ cũng sẽ lên theo được à, còn nó có lên mạnh lên ít thì không biết nào <laughs> ok cảng biển hay GMD này GMD thì chỉ có hàng chặn nếu như nào nó nắm ly nha nắm ly thì chừng nào nó gãy 73 73.5 thì chừng nào nó gãy bán à, còn không thì cứ gặp rồi HAH này HAH cũng tương tự chừng nào nó gãy vùng giá tầm khoảng là 42 42 à, mà nó gãy vô lớn thì bán còn không thì chỉ cứ cả. nhìn chung thì xuống giống cảng biển thì vẫn ok được bán lẻ đi ha FRT FRT thì nghĩ là nó sẽ không có chết ngay nhưng mà nghĩ là FRT để mà nó tăng nhiều thì nghĩ là nó sẽ khó nó có thể là nó sẽ tạo một cái vùng tích lũy phía trên này nha thì nếu mà nó bị dao động hai ba điểm mà nó gãy á, thì chị bán còn cả hàng tạng chỉ có chị cứ cầm thôi rồi đi 1 đi siêu thì chị nào cầm chặn tất cả với em vùng giá tầm khoảng 61 nào gãy 61 thì bạn còn không thì cứ cầm ok rồi à, rồi phân bón đi ha dgc dgc chỉnh dáng đồng lên nữa chị không có vấn đề gì đâu dgc rồi lát này rồi bfc này à, bfc này chị à, bfc này rồi ddv này chị hoặc là cfv á bình thường nó rủ xong nó không lên lại thôi chị không có vấn đề gì đâu rồi những phân bón chắc vẫn ok đó, thì em thấy là nhóm nào nó vẫn cũng còn ok mà anh chị nhóm thủy sản chỉ có vớt nó vẫn vừa được trên này còn các cái mặt cổ phiếu còn lại thì vẫn đang đi từ dưới lên rồi thì đã một vài dòng hai dòng thép đi dòng thép có hbg à, hbg thì em cho cái nhiều chị khách hàng của em bán ngày hôm qua rồi ngày hôm qua khi mà hbg mà nó tăng thì em cho nhiều chị khách hàng của em bán rồi bởi vì con này nó chậm quá nó chậm với nó nặng quá và sắp tới thì em sẽ tìm những cái con mà nó nhạy hơn em bán rồi còn những cái nắm ly á chừng nào nó mất vùng giá tầm hai chín thì bán rồi à, vgs này vẫn ok này nam kim này Nam Kim ngày qua nổ dưới, nổ dưới thì thường nó sẽ có một cái nhịp lỗ lại. Đã. Thì anh chị nói là nếu anh nào mà theo dõi Nam Kim họ chị muốn mua Nam Kim á, thì anh chị này, nếu mà thằng Nam Kim sau một cái nhịp lỗ lại này, đó. mà dòng tiền mà nó vào liên tiếp, liên tiếp, liên tiếp á, thì nó sẽ vô trend được. Còn nếu mà dòng tiền nó yếu nha anh chị thì nó vẫn, nó vẫn sẽ không ngon. Nên em nghĩ là nếu Nam Kim mà nó muốn nó vào nhanh á, thì cứ phải tấp cái vô liên tục tầm khoảng 20, 25 triệu, 20, 25 triệu nó tấp phải liên tục vô thì cái trend nó mới mạnh. Nó như này nè anh chị, một cái mã cổ phiếu mà nó muốn trend mạnh gì thì một khi mà đánh thì anh chị nhìn thấy dòng tiền nó đổ vô này, đó, anh chị, nó tấp liên tục không? Đó, nó phải có những nhịp tấp như thế này nó đã nó đã đánh gì là nó phải tấp liên tục vô đó nó phải tấp cả nuôi như này này nó phải vào đặt y âm, âm âm vô thì nó mới ok đó nên là anh chị nào nắm nam kim thì anh chị lưu ý nam kim thì nó muốn đánh thì nghĩa là nó phải vượt tầm giá tầm khoảng 25 25.5 volume tầm khoảng 20 25 triệu và dùng liên tục thì nó sẽ vô sống được ha Jose Jose thì em thấy là không mạnh bằng nam kim nam kim đẹp hơn nên là nếu mà chị nào có lưu ý gần thép nếu mà nó có thì mới là chị theo dõi nam kim thôi đó, để xem dòng tiền nó sẽ như thế nào rồi à, còn nhóm nào không ta à cảng biển rồi đúng không? Dệt may, dệt may nhìn TNG là TNG thì đang rủ con này, em biết cái đánh con này nó hơi chậm nhìn guild này. À, ghiêu thì mình nói, hiện tại nó vượt đỉnh đúng không? Vượt đỉnh thì nó sẽ tích lũy lại. Những cái con Gil nó sẽ giống như đoạn này của thằng VSC này. Nói chung là những cái cổ phiếu như Gil đoạn này xong nó sẽ tích lũy nó chậm chậm lại một đoạn. À, bởi vì nó cũng chạy một cái nhịp tương đối dài rồi. Thì khi mà nó chạy xong một nhịp thì nó sẽ rủ tích lũy lại thì nó sẽ chạy tiếp. Đó. Những cái mà cổ phiếu như Gil thì mình là với cái thế đánh như này á, thì nó rủ xong nó cũng sẽ lên lại ok và với view ha view vẫn ok rồi thì đó là một à, đầu tư công quên quên đầu tư công của chị ha nhìn một số cổ phiếu đầu tư công coi à, ctd này ctd thì anh chị luôn là sau khi một cái nhịp rũ này thì anh chị phải xem thử nó sẽ cân bằng nha nếu mà cân bằng đi lên được thì nó vẫn còn ok anh chị vẫn có thể giữ được còn nếu mà cân bằng xong mà nó gãy thì bỏ là phải bán ok ha rồi với ctd rồi một số những cái cổ phiếu xây dựng đi có đạt phương này ok này à, đạt phương thì sau cái nổ này anh chị luôn này đạt phương á nếu mà sau cái nổ này á mà sắp tới mà tiền nó vào liên tiếp á thì sao thì nó sẽ vô sóng luôn còn nếu mà sau cái nổ này sắp tới gì ha mà đi ngang mà vô nó thấp á, thì thường nó sẽ có rủ để nó nhịp để nó quay về lại, test lại cái gáp này nha đã nên là chịu lý những sau một cái nổ lớn thì dòng tiền nó phải tắt liên tiếp nã thì em thấy là hai phim vừa rồi thì những cái cổ phiếu nó đạt phương á thì nó không có vào liên tục mà nó bị yếu thì ví dụ như anh chị thấy tầm khoảng hai ba phiên nữa mà dòng tiền nó không vô á thì nó có thể rủ để nó quay về lắp lại cái gáp này còn dòng tiền nó mạnh thì nó sẽ vô sóng luôn rồi à, C 2 này bình thường thôi rồi VCG VCG đại test đấy rồi rủ lại nó sẽ lên được HV này, HV không sẽ cân bằng lấy ở dưới. SN là CG cũng tương tự thôi, SN. Nhớ con đầu tư công thì chung một phơm cái gì, không có nhiều lắm. Rồi, đó thì đánh giá qua một vài dòng cho anh chị nhìn qua. Đó thì anh nãy em đánh giá qua một vài dòng thì như thấy là các cái mặt cổ phiếu nó vẫn vận động bình thường mà. Đâu có vấn đề gì mới đâu anh chị, đúng không? Gần như là tất cả các dòng nó vẫn vận động bình thường thôi. Từ ngân hàng, chứng khoán, bất sản rồi bất sản công nghiệp các vận động nó vẫn vận động rất ok. Đó nên là về xuống chung thì phải là trừ trường hợp 200 đến 300 cổ phiếu giảm sàn thì em nghĩ là em mới lo. Còn thị trường này thì em vẫn giữ quan điểm là một là tích lũy lên luôn hai là gì xây hộp nhiều người hỏi là xây hộp mà nó lâu hay không thì em cũng không có quan tâm bởi vì em không biết là thị trường nó đi ngang như thế nào à, ví dụ những cái cổ phiếu ngân hàng mà nó kéo nó muốn kéo gì là nó kéo nhanh lắm thị trường này em nói ngân hàng tuần sau nó vượt đỉnh nha anh chị hoặc là một hoặc phiên tới nó vượt đỉnh đó, thì cái mốc một hành 1280 nghìn nó không lớn đâu bởi vì những cái con ngân hàng nó tăng tầm khoảng hai ba phần trăm là thị trường nó vượt đỉnh liền à, nhưng mà em cũng không quan tâm là thị trường nó phải còn vượt đỉnh nhiều lắm đâu nó tích lũy được nó đi ngang được nó lên được À, nhưng mà gì xuống nó vẫn ok thì mình vẫn tập trung vào các cái cổ phiếu để mình theo dõi. Ok anh chị ha. Rồi ok. À, thì mình đánh giá với anh chị một chút như vậy. À, em nghĩ là với cái góc nhìn của em á. Giai đoạn vừa rồi á. Mà anh chị nào dám nắm cổ phiếu. Anh chị dám nắm giữ những cái cổ phiếu mạnh. Anh chị dám đương đầu với những người ngồi kia. Không có đứng ngoài quan sát anh chị cầm tiền á. Thì mới là chị đã giỏi người ta rất là nhiều rồi. Đã, giai đoạn sắp tới là một giai đoạn giàu hay nghèo á. Là phụ thuộc rất là nhiều về sắp tới ổn vậy. Đã, em nghĩ là ví dụ qua cái dịp này mà thị trường nó đi lên đó, em nghĩ là sẽ có rất là nhiều người, người ta sẽ, người ta sẽ đu lại, và lúc đó thì là những cái lúc mà chúng ta sẽ chúng ta sẽ rời tàu anh chị ha nói chung dịp này á, thì em sẽ không có mặn mà về các cái điểm mua trung hạn nữa. mà em sẽ săn cho nhiều chị khách hàng của em là những cái điểm mua đánh nhịp cuối những cái điểm mua gọi là săn những nhịp cuối những cái nhịp chạy điên nhất của một số những cái cổ phiếu ở nhịp cuối trong vòng hai ba tuần thì chỉ có thể lãi tầm khoảng 20 đến ba mươi trăm là hết sức bình thường nha anh chị đừng có chơi những cái điểm mua đánh hai ba tuần hoặc là điểm mua đánh một tháng á, nó chậm có rất nhiều những cái mặt cổ phiếu chỉ trong vòng một tháng nó có thể tăng nhân hai nói vậy, chỉ trong vòng 2 3 tuần nó thể tăng khoảng 30 40%. Đó thì sắp tới thì em sẽ săn một số những cái cổ phiếu đó nếu nếu mà mua mới thôi. Còn để mà hiện tại mà anh chị nó mua mà ôm vài tháng thì em sẽ không tư vấn nữa nha. Dạ, ok. Đó thì cảm ơn chị rất là nhiều. Nếu chị muốn đồng hành cùng em để có thể là À, được em định hướng à, nắm giữ các cái mã cổ phiếu rồi sau này khi mà thị trường nó lên trên cao thì khi nào anh sẽ rút quân hoặc là mà đánh những cái mã cổ phiếu nào trong gì sắp tới thì có thể liên hệ qua hai bạn trợ lý của số điện thoại thì có thể dưới màn hình để chúng ta đồng hành cùng nhau rồi cảm ơn chị rất là nhiều ha để theo dõi cái video của em ngày hôm nay trước khi mà chị rời đi thì chị có thể bỏ ra vài giây nhớ cho một cái nút like nha cũng như một cái nút đăng ký kênh subscribe kênh nếu chị chưa đăng ký cảm ơn chị rất là nhiều tham gia trong khách hàng thì liên hệ hai bạn trợ lý rồi cảm ơn cả nhà chúc mọi người một tối à, ăn lành và nhiều niềm vui hẹn là lại mọi người trong những cái video của em kế tiếp xin chào mọi người